Hôm nay Ti Đà và Sumi sẽ cùng tập với nhau. Trời đang mưa rất là to nên các em cố gắng tập trung, tập cho nó đúng nha. Rồi, bắt đầu nâng tay lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, ngửa mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, ngửa mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, ngửa mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, ngửa mặt lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. Rồi, em đọc thuộc lòng lại câu này cho Tiêu Ôn coi. Hít hơi vào, úp mặt xuống cái đã. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua. Mấy em làm gì hả? Sợ mưa hả? Người cá không có sợ mưa. Người cá không? Tập làm cá có con cá nào sợ mưa không mấy em? Không có con cá nào sợ mưa nè, người cá luôn nè. Người cá Luna, bơi 10 vòng cho mấy bạn coi đi. 10 phút. Nâng tay lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. Đọc nhẩm cái bài Tiêu Ôn hướng dẫn trong đầu cho nó nhớ. Nâng tay lên, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3. Rồi sao nữa mấy em? Kéo tay qua, hít hơi vào, úp mặt xuống. Đúng rồi, thuộc lòng rồi đúng không? Nhớ không? Hồi xuống nước chúng ta sẽ bơi như vậy nha. Có phao. Kéo tay qua. Không, 1, 2, 3 rồi thở mũi ra. 1, 2, 3 thở mũi ra. Kéo tay qua. Kéo tay ra. Hít hơi vào. Hít hơi vào. Úp mặt xuống. Ừ. Nhớ không? 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay qua. Hít hơi vào, úp mặt xuống nha. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, úp. Rồi sao nữa? Hít hơi vào. Hít hơi vào. Úp vào, úp mặt xuống, nhớ nha. Rồi, đeo phao vô, hai em cùng bơi. Ok. Thổi lên, rồi bơi. Đúng rồi. Rồi, nhớ bài chưa, nhớ bài chưa? Nâng tay lên, hít hơi vào, rồi đọc cái bài đó. Rồi, làm lại bài đó cho Tuy Un. Nâng tay lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, ngưỡng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Đúng rồi. Rồi em. Nâng tay lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3. Thở mũi ra, kéo tay qua, ngửa mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra, kéo tay qua, ngửa mặt lên. Kéo tay qua, ngửa mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Nhớ hồi xuống nước làm đúng như vậy nha mấy em. Ok, đem mắt kính vô đi các em ơi. Rồi, Ti Đà làm trước, còn Su Mì đứng nước, Su Mì coi, xong rồi tới phiên Ti Đà coi, Su Mì làm ha. Hai bạn làm qua làm lại ha. 1, 2, 3 rồi thở mũi ra, rồi kéo tay qua, ngửa mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, nhớ chưa? Rồi làm lại từ đầu là nâng tay lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3 thở mũi ra, kéo tay qua, ngửa mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Đúng rồi, nhắm mắt kính chưa? Rồi bắt đầu tôi dịch như cái bụng cái mình luôn rồi nè, tôi dịch như luôn nè đó. Rồi bắt đầu nha. Nâng tay lên, hít hơi vào. Rồi nâng tay ngắn ngắn lên cũng được, nâng tay ngắn ngắn lên. Nâng không, tôi không dịch cái mình rồi. Không, tôi không dịch cái mình rồi. Rồi thôi nè, chú mày giỏi quá chị ta. Nhìn nè, bạn người cá ơi nhìn nè. Nhìn nè, chú mày nè, chú mày bay trong nước là gần như siêu nhân nha. Tôi dịch bay trong nước bay qua bay lại nè. Wow, hay dữ ta. Tiêu Ôn chia sẻ đến bạn kỹ thuật dạy bơi cho trẻ em dưới 7 tuổi dễ nhất là học thuộc lòng bài tập tay kết hợp thở của người cá. Chỉ cần tay thở đúng cách là bơi được rồi, sửa từ từ chứ đừng gấp rút mà làm các em sợ nước. Như bạn Ti Đà giảng nước học là làm được ngay.
Riêng bạn Sumi học giỏi nhưng lại sợ nước, nên tập và kết hợp trò chơi để cho quen dần nỗi sợ hãi dưới nước, nên tôi phải mất thời gian với bạn Sumi chắc hơi bị nhiều. Nhớ nha, các bạn muốn biết bơi thì phải thuộc cái khẩu quyết tay thở nước của Tuy Ui, thì muốn bơi kiểu gì cũng được.